Dạ. Xin kính chào ban giám đốc bệnh viện, kính chào ở chủ tọa. Thì như vậy á, đối với lại trong cái nhiều cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh vú á, thì mình biết là X quang vú là vẫn là một cái phương tiện hàng đầu. À, nó sử dụng một cái liều tia rất là thấp là khoảng 30 kV à, để mà mình chẩn đoán và sàng lọc ung thư vú. Thì nhờ cái biện pháp sàng lọc này mà mình có thể phát hiện được trước lâm sàng từ 1,5 cho đến 4 năm, và nhờ thế mà mình đã làm giảm được tỷ lệ tử vong do ung thư vú gây ra. Thì đây là cái hình để cho mình nhìn sơ lại về cái quá trình phát triển của bệnh lý của cái hình ảnh của vú, bắt đầu đưa vào cái chương trình tầm soát vào những thập niên 1960 với những cái phương tiện ban đầu nó cũng khá là thô sơ, nhiễu ảnh là kỹ thuật số mà nhiễu ảnh analog mà thôi. Và với tiến độ dần theo thời gian thì đến hiện tại là người ta đã đưa cái nhiễu ảnh kỹ thuật số cắt lớp, tức là tomosynthesis, vào trong cái chương trình tầm soát kết hợp với lại nhiễu ảnh kỹ thuật số bình thường. Thì đối với lại cái nhiễu ảnh thông thường của mình, tức là nhiễu ảnh 2D, dù cho là mình làm analog hay là mình làm kỹ thuật số, thì đây cũng là cái hình ảnh mà nó chèn ép chồng chồng ảnh lên nhau. Chính vì vậy mà cái hạn chế của nó là cái hiện tượng chồng ảnh, và chính vì cái chồng ảnh lên dày thành ra là do cái sự di chuyển của bệnh nhân trong cái quá trình mà mình chụp, và quá trình mà mình ép vú, thành ra nó tạo ra những cái xảo ảnh. Thì cái hiện tượng xảo ảnh và chồng ảnh nó đã làm hạn chế rất là nhiều cái khảo sát của cái người khi mà mình muốn đọc cái phim đó, và những cái tổn thương lành tính cũng vì cái hiện tượng này mà nó khó nhận diện ra. Chính vì để khắc phục cái tình trạng đó mà người ta đã đưa ra cái nhũ ảnh 3D cắt lớp. Nhũ ảnh 3D cắt lớp tức là một cái nhũ ảnh kỹ thuật số mà mình cắt từng lớp, giống như là tomosynthesis, giống như là X-quang, giống như là CT cắt lớp gì đó. Thì như vậy đó, nó mục đích của nó là để hạn chế cái hiện tượng chồng ảnh và những cái xảo ảnh, và mình sẽ phát hiện ra được những sang thương vú nhiều hơn. Thì đối với lại cái nhũ ảnh 3D cắt lớp đó, nó sẽ người ta thấy là với cái phương tiện này nó sẽ làm gia tăng cái tầm soát cái khả năng phát hiện ung thư vú, cũng giống như là gia tăng cái phát hiện những cái ung thư vú trên cái vú mà rất là dày, tức là vú kiểu C và kiểu D, cũng giống như gia tăng cái khả năng mà phát hiện được những ung thư vú kích thước nhỏ. Và định nghĩa ung thư vú kích thước nhỏ là những ung thư mà có kích thước nhỏ hơn 10 mm. Thì đây là hai cái hình để cho mình có thể tưởng tượng được thế nào là nhũ ảnh cắt lớp. Mình thấy là đối với lại đây là một cái nhũ ảnh bình thường ha, đây là một cái hoa mà nếu mà mình chụp chồng ảnh lên thì những chi tiết ở bên trong cái hoa đó mình sẽ rất là khó phát hiện. Trong khi nếu mà mình làm cắt lớp như vậy á, thì những cái chi tiết, những cái cánh hoa bên trong mình vẫn có thể nhận diện được rất là rõ ràng. Nó giống như là một cái hoa thật sự vậy đó. Thì đây là giá trị của cái nhũ ảnh cắt lớp. Nếu mà chúng ta đã từng đọc nhũ ảnh rồi thì ta biết là đối với cái nhũ ảnh mà những người nào có cái vú nhiều mỡ thì cái khả năng mình phát hiện sang thương nó khá là cao, tức là độ nhạy của nhũ ảnh khá là cao. Thì như vậy trong cái trường hợp này, đây là một bệnh nhân có cái vú mà gần như chỉ toàn là mỡ, tức là mình xếp nó vào cái kiểu thoái triển là kiểu A. Thì đối với lại nhũ ảnh trên cái kiểu A này thì cái độ nhạy của nó lên tới 90%. Là trong trường hợp này thì người ta nghĩ là đây là một cái vú bình thường. Nhưng khi mà mình làm nhũ ảnh cắt lớp trên một cái vú mà có cái độ nhạy rất là cao rồi, thì lúc đó người ta mới nhìn lại, người ta thấy là sang thương nó nằm ở vị trí này. Mà khi mà mình xem lại trên cái nhũ ảnh 2D bình thường á, đây là nhũ ảnh kỹ thuật số chồng ảnh, thì mình vẫn không thể nhận ra cho đến khi nào mình làm nhũ ảnh kỹ thuật số cắt lớp thì mình mới nhìn ra được cái sang thương nó nằm ở vị trí này, và đây là một cái ung thư ống tuyến vú xâm lấn. Còn đây là một bệnh nhân mà kiểu C, tức là cái khối sở tuyến nó còn khá là dày. Thì các bạn thấy ha, là nếu mà mình làm với một cái đọc cái phim với một cái nhũ ảnh kỹ thuật số bình thường thôi, thì cái hiện tượng chồng ảnh nó sẽ làm cho mình rất là rối khi mà mình đọc cái phim này. Nhưng mà với cái nhũ ảnh cắt lớp và mình tổng hợp lại thành một cái tấm hình duy nhất, thì mình sẽ thấy là cái chi tiết bên trong mình nhìn vẫn rõ ràng hơn, chi tiết hơn, và nó giúp cho mình tự tin hơn trong cái lúc mà mình đọc một cái phim nhũ ảnh tầm soát. Đây là một cái khảo sát mà người ta thấy là kết hợp giữa cái nhũ ảnh 2D kỹ thuật số và nhũ ảnh 2D, 3D kỹ thuật số có cắt lớp.
Tức là người ta cũng là nhiễu ảnh kỹ thuật số thôi, mà một cái là 2D và một cái là 3D cắt lớp. Thì mình thấy nếu mà mình chỉ làm đơn thuần với 2D thì cái khả năng mà mình phát hiện ra ung thư trên 1.000 bệnh nhân, 1.000 phụ nữ là 5,3. Trong khi nếu mình làm thêm 2D cộng với lại 3D cắt lớp thì lúc đó mình sẽ tăng lên cái tỷ lệ mà mình phát hiện bệnh nhân. Thì tất cả những cái này, nhiều cái nghiên cứu khác nhau của nhóm bệnh nhân khá là cao, ít nhất cũng là trên 7.000 bệnh nhân, thì mình thấy là nó đều làm gia tăng cái khả năng mà mình phát hiện được bệnh nhân, cũng giống như là nó gia tăng cái khả năng mà làm giảm bớt đi cái khả năng mà dương tính giả. Bên cạnh đó thì với những cái máy mà nhiễu ảnh kỹ thuật số cắt lớp, tức là những máy nhiễu ảnh kỹ thuật thế hệ sau này, thì người ta có thể dùng nó để người ta làm một cái khảo sát rất là đặc biệt, đó là tiêm thuốc cảm quan. Trong cái quá trình mà mình chụp nhiễu ảnh thì đây gọi là nhiễu ảnh mà có mạch máu ha, có tiêm thuốc cảm quan. Thì đối với là cái nhiễu ảnh này nó nhằm giúp cho mình nó khảo sát tuyến vú một cách rõ ràng hơn và mình càng tự tin hơn nữa. Thì mình biết đó là X quang vú vẫn là cái phương tiện đầu tiên để mình khảo sát vú, và nếu như bệnh nhân có cái vú rất là dày thì mình sẽ hỗ trợ bằng siêu âm. Nhưng đôi khi cả nhiễu ảnh và siêu âm nó vẫn không thể nào xác định được là cái sang thương đó nó thuộc loại nào, thì mình cần phải có một cái phương tiện hỗ trợ khác nữa, thì lúc đó mình sẽ xài cộng hưởng từ. Nhưng mà cộng hưởng từ vú thì không phải lúc nào mình cũng có thể thực hiện được, nó sẽ có những giới hạn một số người. Thành ra chính vì vậy á, người ta sẽ phát triển một cái công cụ gọi là nhiễu ảnh tiêm thuốc cảm từ, tiêm thuốc cảm quan. Thì đối với là cái nhiễu ảnh mà có tiêm thuốc á, thì người ta đang có mong muốn là lần lần nó sẽ thay thế cái cộng hưởng từ vú, là tại vì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Còn về cái liều tia của nó thì nó cao hơn cái liều tia của nhiễu ảnh thông thường là từ 20 cho đến 50%, tùy theo cái mức độ mình nén vú dày hay là mỏng. Mình càng nén vú mỏng thì cái độ nhiễm tia càng thấp, mà mình càng nén dày thì cái độ nhiễm tia mình nó cao hơn. Thì nó sẽ thay đổi tùy theo cái mức độ mình nhiễm tia, nhưng tùy theo mức độ mình nén. Nhưng mà nếu mà nó tăng lên với cái mức độ là 20 đến 50% này thì vẫn là nằm trong cái giới hạn mà FDA cho phép. Thì đây là cái cách để mà mình làm cái nhiễu ảnh mà có tiêm thuốc. Thì đầu tiên là bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc cảm quan, và tính từ thời điểm mình tiêm thuốc 2 phút sau là người ta sẽ bắt đầu chụp. Thì người ta sẽ chụp đầu tiên ở hai vú ở hai cái thế CC, và sau đó hai vú ở hai thế MNO, và mình sẽ khảo sát nó ở hai mức độ là mức độ năng lượng thấp và mức độ năng lượng cao. Thì đối với lại cái nhiễu ảnh này á, thì như đây các bạn thấy ha, nó sẽ làm tăng thêm cái độ nhạy của cái nhiễu ảnh bình thường. Và người ta đây là một cái khảo sát để mà so sánh giữa nhiễu ảnh có tiêm thuốc và cộng hưởng từ vú có tiêm thuốc cảm từ, thì người ta thấy là cái mức độ nhạy của nó cũng khá là cao, mặc dù là nó không bằng với lại cái cộng hưởng từ nhưng mà nó cũng khá là cao. Và người ta thấy là với cái chỉ số này thì người ta có thể chấp nhận được trong một số lớn trường hợp, nhất là đối với những bệnh nhân mà người ta không thể nào làm được cái cộng hưởng từ vú. Và cái mức độ nhiễm tia thì nó cũng có tăng lên như mình đã nói hồi nãy ha, nhưng mà người ta thấy là tùy theo cái khảo sát của mình, cái đối tượng mà mình quan tâm, thì cái mức độ nhiễm tia của nó sẽ có cái thay đổi khác nhau. Ví dụ như trong những trường hợp mà bệnh nhân được đánh giá có đáp ứng hóa trị hay không, thì bệnh nhân này phải được chụp nhiễu ảnh trước khi hóa trị và nhiễu ảnh sau khi hóa trị. Thì cái liều đó đó là cái liều mà nó tăng gấp đôi so với lại cái liều nhiễu ảnh bình thường. Còn đối với những người mà bệnh nhân có cái bất đồng quan điểm giữa nhiễu ảnh bình thường và siêu âm, thì cái mức độ của nó là 1,7 mg hoặc là từ 1,2, 2,2 nữa, trong những trường hợp khác nhau. Thì đây, tất cả những cái này là đều làm cho cái này đều được FDA chấp nhận được vì nó không phải là quá cao. Và ngoài ra đối với là cái nhũ ảnh mà có tiêm thuốc cảm quan á, thì người ta có thể dùng nó để hướng dẫn làm sinh thiết cái sang thương. Bởi vì nhiều khi không có tiêm thuốc cảm quan thì cái sang thương nó bị che khuất trong cái mô vú, mình rất là khó nhận diện nó ra, thì với cái này nó sẽ chỉ điểm cho mình rõ ràng hơn. Ví dụ như đây là một cái nhũ ảnh có tiêm thuốc mà trên một cái chụp nhũ ảnh bình thường 2D và chụp nhiễu ảnh 3D có cắt lớp, thì nó cho mình thấy rất là rõ với những cái dạng khác tổn thương khác nhau mình có thể khảo sát trên nhiễu ảnh bình thường. Thì sau khi tiêm thuốc mà có cắt lớp thì cái hình ảnh của sang thương nó sẽ nét hơn rất là nhiều, và lúc đó nó sẽ hỗ trợ cho mình việc sinh thiết rất là rõ luôn. Đây là cái hình nhiễu ảnh mà mình khảo sát có tiêm thuốc.
Thì đây là cái hình ở mức độ năng lượng thấp. Mức độ năng lượng thấp và mức độ năng lượng cao. Xong sau đó đó, mình sẽ subtraction, tức là hủy đi hết những cái gì mà nó giống nhau và nó chỉ còn lộ rõ cái phần mà nó bắt khớp mà thôi. Ví dụ như trong trường hợp này, mình thấy là hai sang thương nó nằm ở thế CC và MNO ở đây rất là rõ. Và nếu mà mình nhìn nó trên một cái đống mô vú rất là dày như thế này thì cái khả năng mà mình phân biệt giữa nó với cái sang thương kế bên rất là mô vú kế bên rất là khó. Còn chẳng hạn như đây là một cái hình cho mình đánh giá lại là nhũ ảnh trước khi tiêm thuốc và nhũ ảnh sau khi tiêm thuốc thì nó lộ rõ cái sang thương hơn so với lại mình nhìn nó trong cái vùng vú như thế này. Và cái sang thương này đã được đánh giá lại bằng cộng hưởng từ và siêu âm thì tất cả đều đồng thuận với nhau, đây là một cái ung thư vú xâm lấn. Đó là những cái tiến bộ mới trong cái nhũ ảnh, tức là X-quang vú. Thì như vậy trước kia thì mình chỉ xài đơn thuần là nhũ ảnh 2D mà thôi. Thì bây giờ cái chuyện mà nhũ ảnh 3D cắt lớp cộng với là nhũ ảnh 3D cắt lớp có tiêm thuốc cản quang là một cái bước tiến rất là mới. Nó làm hạn chế bớt những cái bất lợi của cái nhũ ảnh thông thường và nó làm gia tăng thêm cái giá trị của cái khảo sát của tuyến vú bằng nhũ ảnh. Còn bây giờ tiếp theo là tôi xin điểm lại một cái số chương trình tầm soát quốc gia, tầm soát ở các nước coi có cái vấn đề gì. Thì đây là cái khảo sát, một cái khuyến cáo của cái lực lượng đặc nhiệm về dịch vụ dự phòng của Mỹ. Thì họ khuyến cáo á, là nếu mà để tầm soát ung thư vú thì người ta vẫn đưa ra cái nhũ ảnh là cái phương tiện đầu tiên cho các đối tượng từ 50 cho đến 74 tuổi. Còn dưới 40 đến 49 tuổi thì cái vấn đề này cần nên được đặt ra là có nên tầm soát nhũ ảnh hay không, nó sẽ có mang lại lợi ích gì hay không, cũng như là những cái tác hại khi mà mình sử dụng tia lên trên cái người đó. Cái chuyện này là cần có sự phối hợp giải thích, phối hợp của bệnh nhân rất là rõ ràng. Và đối với những bệnh nhân lớn tuổi nữa đó thì người ta không tầm soát nữa, tại vì cái khả năng mà họ mất đi, họ chết vì những cái bệnh lý khác, ví dụ tim mạch, huyết áp, tiểu đường gì đó thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với lại cái bệnh lý ung thư vú gây ra. Thành ra cái vấn đề là đối với những người sau 75 tuổi thì có nên đặt ra là tầm soát nữa hay không, cái vấn đề này là cần phải khảo sát lại. Và trong cái khuyến cáo này thì người ta thấy là cái chuyện mà khám vú này có thể là khám lâm sàng tự người phụ nữ khám hoặc là bác sĩ khám cho người phụ nữ, thì cái chuyện này hoàn toàn không có giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú gây ra. Và cái điều này đã được rất nhiều cơ quan ở các nước khác nhau đã chứng nhận được cái điều này, chứ tính tỏ là mình không phải chờ cho đến cái lúc mà khối u mình rờ thấy rất là rõ trên lâm sàng thì lúc đó mình mới điều trị. Thì như vậy nó hoàn toàn không có góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú gây ra. Về cái khuyến cáo của FDA đưa ra đó là những cái phương tiện nào để mà giúp cho người phụ nữ có thể phát hiện được sớm ung thư vú và điều trị sớm ung thư vú của mình, thì người ta FDA khuyến cáo là với những cái phương tiện tiến bộ ngày nay thì nên ứng dụng những cái phương tiện, cái kỹ thuật tiến bộ đó vào trong cái việc tầm soát phát hiện sớm ung thư vú cho người phụ nữ. Họ được quyền đòi hỏi những cái điều đó. Chính vì vậy mà FDA khuyến cáo là nên tăng cường sử dụng những công cụ sàng lọc bằng kỹ thuật số 3D đưa ra và đảm bảo được cái bệnh nhân tiếp cận được với chất lượng nhũ ảnh cao. Đó, thành ra là như vậy á, thì ngày nay á, FDA càng ngày càng muốn thúc đẩy là đưa cái nhũ ảnh 3D kỹ thuật số vào trong tầm soát. Như vậy thì người ta có những cái khảo sát khác nhau để coi thử phần nhũ ảnh 3D kỹ thuật số nó thật sự có giá trị hay không. Thì người ta khảo sát trên một cái nhóm đối tượng là trên 400 ngàn cái người phụ nữ khác nhau với hai cách khảo sát. Một là chỉ làm nhũ ảnh kỹ thuật số thông thường, hai là nhũ ảnh kỹ thuật số kết hợp với là nhũ ảnh 3D cắt lớp. Thì với những cái nhóm đối tượng này, người ta cuối cùng người ta đưa đến một cái kết luận là với cái nhũ ảnh kỹ thuật số cắt lớp nó đã kết hợp chung với lại cái nhũ ảnh thông thường 2D thì nó đã làm giảm đi cái tỷ lệ mà mình gọi bệnh nhân trở lại, cũng giống như là gia tăng cái tỷ lệ phát hiện sớm cái ung thư vú. Còn đây là cái khuyến cáo của Nhật đưa ra, đây là một cái chương trình tầm soát quốc gia của Nhật đưa ra. Thì Nhật đưa ra lúc đầu họ khảo sát ở hai cái nhóm đối tượng khác nhau, một nhóm là từ 40 cho đến 74 tuổi và cái nhóm tiếp theo á là từ 40 cho đến 64 tuổi. Thì họ thấy là với những cái nhóm này, nếu mà mình làm nhũ ảnh
cộng với kết hợp với khám lâm sàng cho cái nhóm lớn tuổi, hoặc là nhũ ảnh cộng không có khám lâm sàng cho cái không khám lâm sàng cho nhóm lớn tuổi và khám lâm sàng cho cái nhóm nhỏ tuổi hơn, thì họ thấy là với hai cái cách này đều có thể đem lại cái phát hiện sớm ung thư vú một cách có giá trị. Còn riêng cái việc đó mà khám vú và làm siêu âm là không đủ chứng cứ để gọi là có hiệu quả trong cái việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú. Đối với chúng ta hơn và các thực tế ái chúng ta thì có xảy ra. Để các bạn biết tầm soát ung thư vú có nghĩa đây là chương trình tầm soát quốc gia, mà chương trình tầm soát quốc gia là phải được chính phủ tài trợ một phần hoặc toàn bộ. Vậy thì đối với là Nhật thì cái chương trình đó nó có, đối với Singapore thì có, còn những nước còn lại thì gần như là không có. Thì chẳng hạn như giờ mình điểm tới Philippines thì sao? Philippines cũng là một nước nghèo như thế mình, thành ra là họ không đủ cái nguồn lực để mà họ làm ra cái chương trình tầm soát quốc gia. Họ chỉ có thể khuyến cáo được những người phụ nữ là nên làm cái gì để mà có thể phát hiện được sớm ung thư vú thôi. Thì như vậy á, họ khuyến cáo là phụ nữ trên 50 tuổi thì nên làm nhũ ảnh, còn đối với những người mà trên 25 tuổi và nhỏ hơn 50 tuổi thì nên tự khám vú lấy mỗi tháng và nên mỗi năm đến gặp chuyên gia để mà khám cái vú của mình. Nghĩa là họ cũng sử dụng cái phương tiện khám bằng tay đối với những người phụ nữ mà nhỏ hơn 50 tuổi mà thôi. Từ trên 50 tuổi thì mới khuyến cáo là nên làm nhũ ảnh. Còn đối với Thái Lan thì sao? Đối với Thái Lan thì họ vẫn đẩy mạnh cái chương trình là tự khám vú hoặc là khám bác sĩ khám vú cho người phụ nữ nhằm mục đích chỉ là tăng cao cái kiến thức về ung thư vú mà thôi, chứ còn họ vẫn không có cái chương trình tầm soát quốc gia được. Và như vậy thì họ khuyến cáo là đối với những người phụ nữ mà trên 45 tuổi thì nên có một cái nhũ ảnh ít nhất là mỗi 2 năm một lần để mà mình khảo sát cái vú của mình. Còn riêng đối với Singapore thì là một cái nước tương đối là giàu, thành ra là họ có một cái chương trình tầm soát quốc gia đàng hoàng. Và đây là chương trình tài trợ của chính phủ và được Bộ Y tế của Singapore chấp nhận. Thì họ khuyến cáo á, là đối với người phụ nữ mà có nguy cơ trung bình từ 50 tuổi trở lên thì mình sẽ nên chụp nhũ ảnh mỗi 2 năm một lần. Siêu âm và khám lâm sàng là một cái vấn đề tùy theo cái hình ảnh của vú có nên làm thêm hay không làm thêm. Nếu cái vú nó thuận lợi thì thôi tới đây họ ngưng. Còn nếu mà cái vú nó dày, nó khó đọc á, thì lúc đó họ mới phải làm thêm hai cái vấn đề là siêu âm và khám lâm sàng vú. Còn những người phụ nữ nguy cơ trung bình mà nhỏ tuổi hơn từ 40 đến 49 tuổi thì họ khuyến cáo là mình phải thông báo với bệnh nhân về những lợi ích, hạn chế và tác hại của nhũ ảnh đưa ra, chứ mình không được quyền thúc đẩy người ta là cứ chụp đi, tại vì chụp thì sẽ mang lại lợi ích phát hiện sớm mà mình không nói được cái tác hại của nó lên trên cái vú của họ. Và nếu như cần thiết sàng lọc thì phải sàng lọc mỗi năm, tại vì cái đối tượng mà từ 40 trở lên đối với những người phụ nữ châu Á là bắt đầu cái tỷ lệ ung thư vú nó bắt đầu tăng vọt lên và nó cứ kéo dài 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 cho đến khi họ mất đi, chứ không phải giống như Âu Mỹ là bắt đầu 40 nó tăng lên chút xíu, 50 nó tăng lên nhiều hơn và sống càng lâu nó càng lên cao nữa. Thành ra lúc đó đó đối với lại cái nhóm tuổi này thì họ khuyến cáo là thực hiện mỗi năm, là tại vì cái lứa tuổi này là lứa tuổi mà cái tỷ lệ ung thư vú của cái nhóm châu Á nó cao. Còn đối với là nguy cơ trung bình mà nhỏ hơn 40 tuổi thì họ khuyến khích là không cần làm gì cả. Đối với nguy cơ trung bình mà từ 70 cho đến 75 tuổi thì họ nói rằng đây là tỷ lệ ung thư thấp. Đối với nhóm người châu Á thì cái lứa tuổi này lại là lứa tuổi bị tỷ lệ ung thư thấp, thành ra họ không khuyến cáo tầm soát. Và như vậy thì cũng phải tính đến cái chuyện là nếu muốn tầm soát thì coi còn có sống thọ được bao lâu mà có nên tầm soát hay không. Và cần thiết thì chỉ nên làm siêu âm hoặc là khám lâm sàng là đủ rồi. Còn đối với Việt Nam thì sao? Đối với Việt Nam thì đây là chuẩn của Bộ Y tế đưa ra vào năm 2020. Thì các bạn thấy hướng dẫn này chỉ tập trung vào chẩn đoán và điều trị ung thư vú mà thôi, hoàn toàn không có một cái khuyến cáo gì về tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú hết. Và đối với Việt Nam hiện giờ thì chỉ toàn là tự phát mà thôi, tùy theo kiến thức của người phụ nữ. Thì như vậy á, thì chúng ta đã thấy là nhũ ảnh vẫn là một cái phương tiện rất là quan trọng trong cái tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú. Tuy nhiên nó có những cái giới hạn của nó, và trong những cái giới hạn đó, nhất là cái vú dày, thì người ta phải khuyến cáo là có những cái phương tiện hỗ trợ kết hợp theo để làm giảm bớt cái hạn chế của nhũ ảnh. Thì cái phương tiện đó thường tập trung vào siêu âm vú. Thì như vậy á, nhũ ảnh mà nó kết hợp với lại siêu âm vú á, thì nó sẽ bổ sung cho cái hạn chế của siêu âm và nó tăng cường thêm cái khả năng sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú. Và ngày nay đối với là kỹ thuật mới thì người ta sử dụng siêu âm 3D, tức là một siêu âm mà khảo sát được hết toàn bộ vú. Thì với cái phương tiện này
nó đã làm tăng thêm cái khả năng phát hiện vú nhiều hơn nữa, tổn thương nhiều hơn nữa so với lại cái siêu âm 2D bình thường, nhất là trong những trường hợp mà cái tổn thương dạng xáo trộn của trục vú. Đây là cái tổn thương mà không thể nhìn thấy được trên siêu âm 2D bình thường, và đôi khi nó bị che khuất bởi vì cái mô nhũ ảnh bình thường, vì cái mô vú quá dày, thì cái siêu âm 3D là một cái gỡ rối trong những trường hợp này. Như vậy thì á, cho đến hiện tại với những cái công cụ ngày nay mà mình đang có, thì mình sẽ có nhiều cái cách để mà mình khảo sát và phát hiện sớm ung thư vú, tùy theo trong tay mình có cái phương tiện gì. Ví dụ như đối với nhũ ảnh thì mình sẽ có là nhũ ảnh 2D hoặc nhũ ảnh 3D, đối với siêu âm mình cũng vậy, 2D hoặc 3D. Chính vì vậy á, họ mình sẽ nói là mình sẽ sử dụng cái gì theo cái công thức nào, 4D tức là 2D nhũ ảnh và 2D siêu âm, hoặc là 5D tức là 2D nhũ ảnh 3D siêu âm, hay ngược lại là 3D nhũ ảnh 2D siêu âm. Thì như vậy mình sẽ ứng dụng một trong hai cái kỹ thuật mới vào trong cái công cụ đó, hoặc là mình nhũ ảnh 3D kỹ thuật số và siêu 3D siêu âm luôn. Thì như vậy đây là cái công cụ mới hoàn toàn, và với cái phương tiện này nó sẽ làm hạn chế rất là nhiều những cái giới hạn từ cái siêu âm 2D cũng giống như là nhũ ảnh 3D. Bên cạnh đó thì mình nên có là khám lâm sàng mỗi năm, và khám lâm sàng thì có thể là tự khám vú hoặc là bác sĩ khám cho bệnh nhân. Như vậy thì tôi đã điểm qua với các bạn về những cái công cụ để mình có thể mình khảo sát và phát hiện sớm ung thư vú, cũng giống như là những cái chương trình khảo sát của các nước từ giàu cho đến nghèo. Còn đối với Việt Nam mình thì mình biết là mình chưa có một cái chương trình gì cả. Như vậy thì những vấn đề đặt ra cho chúng ta hiện tại là mình nên có cái gì để mà mình làm trong cái khả năng của mình. Thì thứ nhất á, là mình nên có một cái chương trình đào tạo chuyên ngành về bệnh lý của tuyến vú, từ lâm sàng cho đến chẩn đoán hình ảnh cho tới giải phẫu bệnh. Đây người ta gọi nó là cái bộ ba chẩn đoán trong phát hiện sớm ung thư vú. Vì chỉ cần ba người không thống nhất với nhau trong một cái sân thương thì như vậy mình phải xem xét lại cái chẩn đoán của mình nó có đúng hay không. Cái thứ hai nữa là sử dụng nhũ ảnh như là một cái công cụ đầu tiên trong khảo sát vú. Đây là cái điều mà mình còn rất là thiếu, tại vì phần lớn trường hợp là bệnh nhân chỉ được làm siêu âm vú mà thôi, chứ không làm nhũ ảnh. Mà siêu âm vú thì mình biết là siêu âm nó nói tầm bậy dữ lắm luôn, nó nói quá nhiều những cái không bình thường, thành ra mình can thiệp rất là nhiều và tốn kém rất là nhiều, gây lo sợ, gây hoang mang đủ thứ hết. Thì như vậy cái đó độ tin cậy của nó không cao. Và tiếp theo nữa là mình nên có những cái buổi hội họp hội thảo để mà giúp cho nhiều đối tượng có những cái hiểu biết đúng về lợi ích và bất lợi của tầm soát. Lợi ích đã đành rồi, còn phải hiểu thêm về bất lợi của tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú nữa, giá trị của từng phương tiện, và những cái đối tượng nào cần phải nắm vấn đề này. Đó là những đối tượng mà từ lãnh đạo cho đến các bác sĩ tổng quát, tại vì những bác sĩ làm chuyên ngành về vú thì họ hiểu rồi, nhưng mà những bác sĩ lãnh đạo, những giới lãnh đạo hoặc là những bác sĩ tổng quát thì họ sẽ không nắm rõ những cái giá trị của cái bệnh lý của vú, nhiều khi sẽ không có những cái sự đồng thuận với nhau và đưa ra những cái khuyến cáo không có thỏa đáng được. Và một điều nữa là nên thành lập những cái hội đoàn, chẳng hạn như là hội bệnh lý tuyến vú chẳng hạn, thì lúc đó nó sẽ đưa ra những cái tiếng nói chung để và cho những cái khuyến cáo cần thiết cho cái bệnh lý tuyến vú. Cần có một cái chương trình sự hỗ trợ của chính phủ trong cái phát hiện sớm ung thư vú cho người phụ nữ, tại vì mình biết là mình phát hiện sớm thì mình sẽ hạn chế được cái gánh nặng điều trị, cái gánh nặng tâm lý cho xã hội. Thì như vậy á, cần có sự hỗ trợ từ chính phủ. Cái hỗ trợ này có thể là một phần hoặc là trọn gói tùy theo cái kinh tế của mình, và có một cái guideline hướng dẫn rõ ràng trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú. Và cuối cùng là cần có một cái sự giáo dục cho người dân để họ có thể ủng hộ và hợp tác với mình một cách tốt đẹp trong cái đem đến cái hiệu quả trong cái công việc này. Và cái phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã biểu lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lê Hồng Cúc đã cho chúng ta một báo cáo rất sâu về chụp vú. Thì có thể nói là chụp vú là một trong những phương pháp vô cùng quan trọng trong việc sàng lọc phát hiện sớm ung thư cũng như trong chẩn đoán xác định. Ở đây là một trong bộ ba trong chẩn đoán sớm ung thư vú. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Hồng Phúc. Tiếp theo chương trình xin báo cáo tiếp theo là báo cáo của bác sĩ